Đối với tôi, tiền chỉ là một chuỗi con số. Để không nói đến giá trị thị trường của tập đoàn Hàng Vũ lên tới hàng ngàn tỷ, số tiền tiết kiệm mà cha mẹ tôi để lại chỉ ít nhất là 700 tỷ. Và khi thế giới thay đổi, Liên hiệp quốc sẽ ra mắt một đồng tiền giao dịch thống nhất để ổn định tình hình và chỉ những thứ như vàng mới có giá trị. Tôi đã quyết định bán hãng Hàng Vũ và sẽ mua vàng với giá thấp hơn bằng toàn bộ số tiền còn lại. Tôi chỉ cần nghe ông, chủ tịch, nói lời đó. Miễn là tôi có thể đầu tư tiền bạc mà không tiếc một cách đáng kể, tôi sẽ tự mình giám sát và đảm bảo rằng trong vòng 50 ngày, ông sẽ thấy một ngôi trạm không thể phá hủy dù ngô thụy có cảm thấy bối rối nhưng vì ông biết tính cách của chủ tịch anh ta không muốn hỏi nhiều anh ta chỉ đáp lại bằng việc xác nhận và cam đoan về phía phòng tài chính tôi sẽ trao cho ông quyền giao dịch trị giá 100 tỷ đồng trước hãy thực hiện càng nhanh hoàn thành càng tốt sau khi nói xong tôi đã cúp máy việc giải quyết nơi trú ẩn đã được thực hiện và giờ chỉ còn chờ đợi một nhà thợ xăm cỡ cấp thế giới đến sau đó tôi ngồi xuống trên một chiếc ghế sofa sang trọng và tìm kiếm trên mạng những hình xăm ấn tượng nhất cuối cùng tôi chọn 10 hình xăm mạnh nhất trong thần thoại những hình xăm này khi khắc lên cơ thể tôi không thể tưởng tượng được sức mạnh mạnh mẽ đến đâu khi thế giới và hình xăm thức tỉnh hãy nhớ kiếp trước những hình xăm như rồng xanh và kỳ lân đứng ở đỉnh của hành tinh này nhưng trong số các sinh vật ngoại lai cũng có những thứ có thể đối mặt với chúng trên núi Cô lôn có một con rắn bá đạo nó trở thành rồng sau một năm và sau ba năm nó tiến hóa thành một con rồng vàng trên núi nga mi có một vị vua khỉ mạnh mẽ không thể địch lại